Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái ống của cái máy lọc nước. Cách tháo cái ống này ha. Giờ trước tiên mình phải gỡ cái miếng xanh xanh này ra nè. Đó. Ở nhà chị hai cô. Rồi, ở đây nè. Ở đầu nè, mình nghĩ không ra ha. Thì cỡ nào cũng không ra hết. Ở đây các bạn dùng tay ấn cái này vào trước. Ấn cái này nè, xét vô. Vậy ha. Cái lấy cái tay rút ra, rút cái ống này ra nó sẽ ra. Đó. Rút ra. Đó. Rồi. Đơn giản quá. Gắn lại chúng ta cứ đẩy mạnh vô ha. Đẩy mạnh vô. Đẩy hết cỡ, đẩy hết lực luôn. Rồi chúng ta kéo ra cho nó có hở vậy nè, hở vậy chứ chúng ta gắn cái miếng này lại để chịu lại cho nó đừng có vụt ra, nhưng mà ví dụ mà lỡ mà nó có sát sát vô cái nó vụt ra, gắn cái này vô cho nó đừng có sát sát cái miếng này, đừng có gị ra được. Rồi xong, chúc bạn thành công nha. Cô lên điện máy á, có người xuống thay cho mình. Đó, đang test máy lọc nước này. Đây là than hoạt tính của máy nó ra. Này phải xả 50 lít nước mới uống được nha các bạn. Máy này Carofree 6 triệu. Quảng cáo nhé. Rồi. Các bạn nào mua chân đế alo mình ha. Để đỡ cho nó gọn gàng. Rồi. Rồi, kết thúc video tại đây nha.